Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món thạch sâu câu dừa với hình dáng bắt mắt kết hợp với sự giòn ngon của thạch sâu câu dừa, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả vị khách khó tính nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm món thạch sâu câu dừa này nhé. Để làm được món thạch sâu câu dừa thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây khoảng 500ml nước dừa tươi, cùi dừa các bạn ạ, mình sử dụng cùi của một quả dừa, 200g đường, một gói bột rau câu aga, loại rau câu giòn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm. Đầu tiên thì mình sẽ cho phần nước dừa mình đã chuẩn bị sẵn vào trong một cái nồi. Sau đó mình sẽ cho vào trong nồi khoảng 7g bột rau câu aga các bạn nhé. Một gói bột rau câu aga là khoảng 25g, thì sử dụng cho 1,5 đến 3 lít nước. Ở đây mình sử dụng 500ml nước, thì mình sẽ sử dụng khoảng gần 1/3 cái gói bột rau câu aga này các bạn nhé. Mình sẽ cho bột rau câu vào, sau đấy quấy đều lên. Mình sẽ để cái nồi nước rau câu này ngâm trong khoảng chừng 5 phút nhé. Phần cùi dừa này thì mình sẽ chia làm hai phần. Một phần thì mình sẽ thái thành các cái sợi dài, còn một phần thì mình sẽ cắt nhỏ ra, sau đấy mình sẽ cho vào máy xay sinh tố xay nhỏ nhé. Đầu tiên mình sẽ cắt phần dừa này để làm phần thạch dừa. Mình sẽ chia phần cùi dừa ra làm hai phần như thế này. Một phần thì mình đã thái thành các cái sợi dài như thế này để lát mình cho vào trong thạch rau câu nhé. Còn một phần thì mình đã thái qua. Bây giờ thì mình sẽ cho vào máy xay sinh tố và xay nhỏ. Mình sẽ cho cùi dừa vào trong máy xay sinh tố và cho vào cùng khoảng 300ml nước. Sau đấy mình sẽ xay nhỏ cái phần cùi dừa này ra. Sau khi đã xay nhỏ phần cùi dừa ra thì mình sẽ lọc phần cùi dừa này qua một cái rây, lọc lấy nước cốt dừa các bạn nhé. Mình đã thu được phần nước cốt dừa rất là đặc biệt này, mình chỉ sử dụng khoảng 200ml nước thôi. Bây giờ thì mình sẽ mang phần rau câu nước dừa này đi nấu nhé. Mình sẽ cho nồi rau câu lên bếp, vừa đun mình vừa quấy đều các bạn nhé. Mình sẽ nấu cho đến khi nồi rau câu của mình sôi lên. Khi nồi nước rau câu của mình bắt đầu sôi lên thì mình sẽ cho vào đây khoảng 100g đường. Các bạn có thể điều chỉnh lượng đường tùy theo khẩu vị của mình nhé. Mình sẽ cho đường vào, sau đấy mình sẽ quấy tan đường. Mình sẽ đun cho nồi rau câu của mình sôi chừng 5 phút các bạn ạ. Sau khi đun sôi được chừng khoảng 5 phút thì mình sẽ tắt bếp và bắc nồi rau câu xuống nhé. Các bạn có thể sử dụng các cái khay khác nhau để mình luyện thạch rau câu đều được nhé. Hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái cốc thủy tinh như thế này cũng được. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái khay hoa cúc, khay lạc đá và cốc thủy tinh. Bây giờ thì mình sẽ cho phần cùi dừa vào trong các cái khay làm thạch rau câu nhé. Cho nhiều ít tùy theo sở thích của bạn. Cho cùi dừa vào hết các cái khay đựng rau câu thì bây giờ mình sẽ cho phần nước rau câu vào trong các khay nhé. Mình sẽ cho phần nước rau câu dừa vào khoảng 2/3 khay thôi các bạn ạ. Mình
để cho phần thạch rau câu dừa này đông lại. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn nấu phần thạch rau câu nước cốt dừa nhé. Mình sẽ cho vào nồi khoảng 200ml nước cốt dừa. Sau đấy mình sẽ cho vào khoảng 5g bột rau câu aga và mình sẽ khuấy đều lên. Nếu phần nước cốt dừa của các bạn mà đặc quá thì các bạn có thể pha thêm chút nước vào nhé. Mình sẽ nấu cho cái nồi rau câu nước cốt dừa của mình sôi lên. Mình sẽ cho vào nồi rau câu nước cốt dừa khoảng 50g đường. Các bạn cũng có thể cho thêm một chút sữa tươi để cho cái phần rau câu nước cốt dừa của mình nó có màu trắng hơn nhé. Khi phần rau câu nước dừa của mình đã đông mà các bạn sờ tay vào thì nó không bị dính nữa. Nhưng mà cũng không được đông quá các bạn nhé, nó không được đông cứng. Đông cứng thì khi mình đổ lớp rau câu nước cốt dừa lên thì nó sẽ bị tách lớp ấy. Nó đông nhưng vẫn còn hơi mềm mềm. Chừng 30 phút thì mình đã lấy ra. Thạch của mình đã đông cứng rồi các bạn ạ. Các bạn có thể dùng bột rau câu giòn cũng được, hoặc là không có thì các bạn có thể sử dụng loại bột rau câu dẻo cũng được nhé. Nhưng mà bột rau câu dẻo thì khi mà mình chưa sử dụng hết, mình để lâu trong tủ lạnh thì nó rất dễ bị cháy nước. Bây giờ thì mình sẽ cho phần thạch rau câu ra nữa nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món thạch dừa rồi đấy. Và đây là thành quả của mình. Những miếng thạch dừa trông rất là đẹp mắt. Thạch dừa giòn, có vị sần sật của phần dừa non, vị ngọt mát của rau câu dừa. Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ em cũng sẽ thích mê. Các bạn hãy làm và cùng thưởng thức với gia đình mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.